Hello, em chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc đồng hồ treo tường thương hiệu là Citizen Sa Văn. Chiếc này thùng gỗ, đẹp xuất sắc. Chuông là 2 công đồng nha. Đến giờ đổ chuông và 30 phút đổ chuông, chiếc này có công tắc để tắt chuông luôn. Bốn góc của nó có hình vua chúa nha các bác. Còn phía trên này, chiều cao của chiếc này là 51 cm, còn chiều ngang là 26 cm, còn chiều sâu là 12 cm. Giờ em test chuông cho các bác nghe thử nha. Nửa giờ nè. Chiếc này sử dụng máy lớn nha, một viên đại. Chuông của nó là 2 công đồng. Quả lắc đồ đẹp lắm nha các bác. Hai bên nó có tràng hạt nha, và những cái hoa văn này còn zin luôn. Chiếc này đáng để cho các bác sưu tầm nha. Liên lạc từ góc cạnh luôn. Chỗ này là cái móc khóa cửa nha. Rồi, bác nào yêu thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0981 20267, và đây cũng là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo giúp em để cần hình ảnh hoặc video em gửi thêm cho các bác tham khảo nhé. Em kết thúc video, chào các bác.